bơi đấy. Rồi, ngồi yên. Chưa? Đây. À, nhiều hoa hồng chưa?
Này, gỡ này. Hoa, bỏ hoa lên người em đi đi nhiều chưa? Sữa tắm mẹ bôi cho em rồi mà. Không cần sữa tắm nữa đâu. Đây. Thôi ta đi vô đi. Đi vô đi. Đi vô lau người cho em Titi nhá. Trong tắm lâu em mệt nhá. Nào Titi lại đây. Ui dạ. Ngã rồi. Đây 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 mẹ cho này. Mẹ cho này. Đây mẹ cho. Nhiều quá. Xuống đây Titi. Xuống đây. Nè. Nhiều nhờ. Nè mẹ cho đây mà. Ôi dạ. Ngã rồi. Rồi. Để mẹ bé em đi đi vô nhà nhá. Để chị gấu vô nhà nhá. Quấn khăn cho em không em lạnh nè. Ôi dồi ôi tắm xong lạnh quá. Nè lạnh quá. Đi mẹ bé con à. Rồi con bỏ đây đi, để mấy con vô nào. Rồi, đi vô nhà nhé. Hai chị em đi vô nhà, để mẹ sấy nhé. Wow, nhiều chưa? Rồi con ngồi con ăn để mẹ sấy cho em Titi nhá. Mẹ sấy khô cho em Titi, em Titi lạnh nhá. Đây để mẹ sấy cho em Titi nhá. Đây của con đây, à, bánh thơm nhờ. Bánh của chị gấu đấy. Tí nữa sẽ cho em đi một cái gấu nhá. Nào đi ra đây, đi ra đây mẹ massage nha, em đi nào. Nào, bỏ khăn ra để mẹ chạy khăn mẹ massage cho. Chị gấu có massage cho em Titi không? Của em hả? Để tí là mẹ mặc cho em nhé. Đây em đi nằm đây. Em đi nằm đây mẹ massage cho nào. Nằm xuống nào. Nằm xuống. Nằm xuống mẹ massage cho. Nào. Nào. Massage cho tiếp nhá. Tắm xong massage rồi xong rồi mẹ mặc quần áo cho nhá. Ủa con đừng bóc. Đừng bóc nha. Để tí mẹ mặc kia. Để yên chị cầm cho nhá. Em đừng nghịch nha. Em nằm yên mẹ làm cho nào. Nào em nằm xuống đây. Em nằm xuống, Titi nằm xuống. Nào đây mẹ massage cho. Nằm xuống. À, massage nha. Massage cho khỏe rồi tí nữa mới đi chơi được chứ. À, con bỏ vào đi, con bỏ vào lấy tí này mẹ mặc cho em nha. Massage cho khỏe tay khỏe chân thì mới đi chơi vui được nha. Đi chơi khỏe được nha. Cái chân này, cái tay này, cái tay này.
Bóp cái tay cho em khỏe để em leo trèo nha. Em đi chơi nha. Ra chị gấu phá hết của em ra rồi. Cái gì á? À, thích không? Ở đây. Mặc em nha. Làm yên. Làm yên lại mặc. Nào. Cái đuôi, cái đuôi. Gấu để gọn khăn lên cho em chứ. Sao con vứt lung tung đấy. Bên này nữa. Mặc xong rồi ra đi chơi chị gấu nhé. Ơi. Nào. Rồi mặc quần áo nha. Đấy chị gấu đứng giỏi chưa? Chị gấu giỏi quá. Này. Đi lại đây, lại đây, lại đây. Trốn đi đâu? Sao mà em đi ti ham chơi quá. Em đi ti ham chơi giống chị gấu rồi. Ta lại mặc áo nào. Đâu, tay đâu rồi? Bỏ tay vào đây. Đấy, múc tay suốt thôi. Ôi giời, ôi giời. Em Titi này hay chơi quá. Để mặc quần áo cho mà cứ nghịch ngợm thôi. Nào, mặc quần nào. Nào, chân em Titi đâu rồi? Em Titi ham chơi quá. Chị gấu có ham chơi không? Xinh đẹp rồi, đẹp gái rồi. Em Titi đẹp gái rồi, đi ra chơi nha, không được mút tay nha. Rồi, đi ra đây chơi với chị này. Ra đây chơi với chị nha. Chị gấu ơi. Chị gấu. Đi ra đây, ra đây chơi đi. Đi lại đây, đi lại đây nào. 1, 2, 3.